mọi người đến với Mimi Tarot. Và ngày hôm nay thì đây là video dự đoán tháng 4 dành cho nhóm khí Bảo Bình Thiên Bình Song Tử nhá. Chúng ta bắt đầu với các bạn Bảo Bình. Nếu như bạn mới biết đến kênh của mình thì đừng quên nhấn đăng ký kênh và nhấn chiếc chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi mà mình ra video mới nhất nha. Chúng ta sẽ bắt đầu với các bạn Bảo Bình trước. Đầu tiên chúng ta cũng có những cái lá bài trà để làm rõ những sự kiện diễn ra trong tháng 4 của các bạn Bảo Bình. Đầu tiên ý, mình thấy rằng là cái vấn đề tiền bạc tài chính của các bạn ý, sẽ là cái vấn đề mà các bạn cần phải để ý và chú ý rất là nhiều trong cái tháng 4 này. Hãy chi tiêu mọi thứ một cách thật là hợp lý, cũng như là có những cái khoản dự phòng cho những cái vấn đề có thể đột xuất xảy ra, ví dụ như hỏng xe, ví dụ như là xảy ra vấn đề nào đấy mà các bạn cần phải chi tiền chẳng hạn, thì hãy chuẩn bị về cái vấn đề tiền bạc tài chính này nha. Thứ hai, mình thấy là có thể các bạn sẽ có một vài những cái thất vọng nào đó trong cái chuyện tình yêu của các bạn, chuyện tình cảm của các bạn, hoặc là những cái mối quan hệ xung quanh như kiểu bạn bè của các bạn nhé. Không rõ là vì sao các bạn thất vọng, có thể là mọi thứ không được như kỳ vọng, mọi thứ không đi theo hướng các bạn mong muốn chẳng hạn. Số 3, mình thấy đây cũng là một khoảng thời gian mà các bạn cần phải chăm sóc nhiều hơn cho sức khỏe của các bạn, vì đây có thể là một cái khoảng thời gian các bạn sẽ có những cái khó khăn về mặt sức khỏe và khá là khó chịu ở thời điểm này đấy nhá. Tiếp theo nữa thì mình thấy rằng là cái năng lượng của tình yêu ấy, cho dù là nó như thế nào đi chăng nữa thì mình thấy rằng là các bạn cũng sẽ được dẫn đường để các bạn giống như là trong cái câu chuyện tình cảm của các bạn ấy, các bạn có thể lựa chọn được những cái lựa chọn đúng đắn nhất, tốt nhất cho bản thân. Với những lá Tarot và Oracle ở đây ấy, thì mình thấy rằng là tháng tư này ấy, các bạn sẽ có một cái kết thúc nào đó. Có một cái death ở đây là một sự kết thúc nào đó. Có thể ai đó sẽ chọn rời khỏi cuộc sống của các bạn, hoặc là bạn chọn rời khỏi cuộc sống của một ai đó. Đây, một cái sự ra đi có thể sẽ diễn ra ở đây. Nhưng mà mình thấy là bạn cũng sẽ không quá buồn đâu. Mặc dù là mình thấy lúc nãy như mình nói ở cái lá bài trà nó nói về việc đấy chính là bạn có sự thất vọng trong một mối quan hệ nào đó mà. Thế nhưng mà mình thấy rằng là khi mà người đó ra đi ấy, chính bạn lại cảm thấy nhẹ nhàng hơn, chính bạn lại cảm thấy thoải mái hơn khi thoải mái hơn cái lúc mà bạn ở bên cạnh họ. Ở bên cạnh họ thì mình thấy cái người này có thể là một cái người mà họ cứ như là chơi đùa với bạn vậy. Họ đây này, cái lá bài này mình không thích một tí nào. Lá bài này có thể là họ cứ cố gắng chơi đùa với bạn, họ có thể là trap bạn, họ có thể lúc thì đến bên bạn, lúc thì không. Nói chung là đại loại đây là một mối quan hệ mà nó không lành mạnh, nó toxic. Có thể là người này rất là hay quá đà. Thứ hai nữa là cái người này có thể lợi dụng bạn, hoặc là họ mạnh về cái vấn đề, ví dụ như là nếu như là người yêu đi thì họ chỉ đòi hỏi bạn những cái vấn đề liên quan đến chuyện tình dục thôi, chuyện tình dục, chuyện những cái chuyện gì đấy ở bên ngoài, tiền bạc cái kia thôi, chứ còn tình yêu và cái sự thực lòng chân thành ở trong cái mối quan hệ đó nó không thực sự nhiều. Chính vì thế mà các bạn biết không, khi mà người này ra đi á, bạn sẽ cảm thấy giống như là mình được giải phóng vậy. Có buồn đấy, có thất vọng đấy, bởi vì chắc chắn là bạn có dành tình cảm cho người ta thì bạn mới cảm thì bạn mới ở lại với người ta đến hiện tại, đúng không? Thế nhưng mà mình thấy khi mà họ ra đi, bạn cảm thấy như bản thân mình được giải phóng, như được một sự tự do vậy. Thì cái mối quan hệ này có thể là tình yêu, cũng có thể là tình bạn nhá. Có thể là một người bạn nào đó họ rất là hay lợi dụng các bạn, hoặc là hay làm mình làm mẩy với các bạn, khiến cho các bạn cảm thấy vô cùng mệt mỏi, các bạn không biết cách nào để dứt đi. Thì đột nhiên có một cái sự kiện nào đó nó diễn ra và nó khiến cho cái mối quan hệ này nó đi đến hồi kết. Thì mình thấy là bạn cảm thấy rất là tự do trong cái câu chuyện này, trong cái vấn đề này. Nói chung là các bạn sẽ có một khoảng thời gian giống như là được nghỉ ngơi sau một cái chuỗi ngày vô cùng mệt mỏi. Cái con cáo này ấy, các bạn thấy không, nó đang ẩn lấp vào đằng sau một cái hốc cây, mặc cho cái người thợ săn đang đi tìm kiếm nó. Nó đang cần phải nghỉ ngơi đã, nó không quan tâm đến những cái thứ xung quanh nữa, nó cần phải nghỉ ngơi vì nó đã quá mệt rồi. 4 kiếm đến sau 3 kiếm là 3 kiếm là bạn cũng đã chịu rất là nhiều tổn thất, rất nhiều tổn thương trong cái mối quan hệ này rồi. Thì xin chúc mừng các bạn vì hãy cười vì nó đã xảy ra nhá, đừng khóc mà hãy cười vì nó đã xảy ra, để cho bạn tìm lại con người của bạn, tìm lại cái sự tự do của chính bạn. Và mình thấy rằng là hãy kiên nhẫn một chút. Các bạn hãy kiên nhẫn một chút trong hành trình này. Có thể là ban đầu rõ ràng rồi, người này có thể họ rất là giỏi trong việc thao túng tâm lý nữa cơ, tức là họ làm mình làm mẩy rồi này kia các thứ, đại loại là nó phải như mình nói là phải có lý do nào đó thì cái người này mới ở lại với bạn trong cái khoảng thời gian vừa qua. Còn mình lấy ví dụ nếu như mà họ không phù hợp với bạn ấy thì các bạn đã đít họ lâu rồi, đúng không? Nhưng mà họ có nắm được một cái điểm yếu nào đó của các bạn về mặt cảm xúc, và họ dựa vào những cái điểm yếu đấy để nắm bắt bạn, cho nên là bạn mới tồn tại đến hiện tại. Thì mình thấy là bạn sẽ, thì cái mối quan hệ đấy mới tồn tại đến hiện tại. Thì mình thấy là bạn sẽ cần phải
hỏi đến và nhờ đến sự giúp đỡ của những người xung quanh, họ sẽ cho bạn những cái lời khuyên xác đáng nhất. Bởi vì nếu như mà trong tình yêu người ta có câu là khi mà yêu vào thì con tim mù lòa, đúng không? Đôi mắt của chúng ta cũng trở thành mù lòa luôn, chúng ta không nhìn thấy đâu là tốt đâu là xấu nữa. Cho nên có thể sẽ cần rất là nhiều những cái lời trấn an, những cái lời giúp đỡ, những cái sự hỗ trợ, hoặc có thậm chí là người này không tha cho bạn. Họ không tha cho bạn, họ cứ làm mình làm mẩy rồi ABCZ làm rất là nhiều thứ với các bạn đó. Thì có thể là bạn sẽ phải nhờ đến sự giúp đỡ của những người xung quanh. Nhưng mà mình thấy là đây là một sự sắp xếp của vũ trụ. Hãy surrender nó, hãy xuôi dòng với nó, hãy đầu hàng nó, đừng cố gắng chống cự lại nhá. Còn như mình nói là có thể ban đầu bạn không có tức là bạn cảm thấy cái việc ra đi này nó vừa tốt nó vừa xấu. Giống như kiểu khi các bạn đã nghiện ngập một thứ gì đó, mình lấy ví dụ đi, bạn nghiện thuốc lá đi, các bạn biết là các bạn bỏ nó thì các bạn sẽ rất là tốt cho sức khỏe của bạn và tốt cho cả sức khỏe của những người xung quanh nữa đấy, rồi lại còn tiết kiệm được nữa đấy, mồm thì đỡ thối đó. Thế nhưng mà các bạn không bỏ được, bởi vì cái cảm giác nghiện ngập đó nó đã ăn sâu vào trong cái con người của các bạn rồi. Và mình nói thật luôn, bỏ thuốc lá hay bỏ cái gì đó khi một khi chúng ta đang nghiện ấy, chưa bao giờ là dễ. Nói thẳng luôn, chưa bao giờ là dễ. Các bạn phải có một cái quyết tâm rất là lớn đó, một sự hỗ trợ giúp đỡ đến từ những người xung quanh nữa đó, rồi tìm các cái phương pháp cách này cách kia để có thể bỏ được cái thuốc lá đó. Thì cái người này cũng như vậy. Thì thế cho nên là chắc là cũng vì thế nên mới có cái câu hát là gì, người mà em yêu em còn chia tay được, theo anh thuốc lá đã là gì, đúng không? Đúng rồi, nó cũng là một dạng nghiện ngập thôi. Thì mình thấy là bạn hãy tự tin lên với những cái quyết tâm của mình, với những cái quyết định của mình, với những thứ nó đang đến với các bạn nhá. Nói chung là đây tháng 4 nó sẽ là của cái giai đoạn mình thấy là nó cũng khá là trùng với các bạn về cái mặt cảm xúc suy nghĩ, nhưng mà các bạn vẫn còn có những cái người có thể dựa vào được, có thể tâm sự được, có thể nhờ đến cái sự giúp đỡ của họ được nhá. Nên là cố gắng lên, tự tin lên. Đúng, tụi bài này chắc là nghe cái bài đấy đi, nghe bài cái gì, em đã bỏ hút thuốc chưa à? Đấy, người mà em yêu em còn chia tay được. Ok, chúng ta đến với các bạn là chúng ta có chúng ta đến với các bạn song tử, lúc nãy là Bảo Bình, chúng ta đến đây là Thiên Bình nhá. Ok, đây là các bạn Thiên Bình, xin lỗi các bạn, mình quay nhiều quá nên thành ra mình kiểu bị lẫn ấy. Bảo Bình, Thiên Bình, chúng ta đây là Thiên Bình. Thì chúng ta cũng có những cái lá bài trà đây để làm rõ những cái vấn đề cho các bạn nhá. Đầu tiên ý, thì mình thấy rằng là trong cái tháng tư này ý, là một cái tháng mà cái nguồn năng lượng của sự lãng mạn nó sẽ tràn ngập trong không khí của các bạn. Kể cả bạn có người yêu hay không có người yêu thì các bạn cũng sẽ thấy được cái sự lãng mạn này. Có thể các bạn đi ra đường này, hoặc là các bạn ở nơi các bạn làm việc này, các bạn cũng nhìn thấy được những cái sự lãng mạn ở đây. Tiếp theo nữa, mình thấy rằng là có một ai đó họ sẽ không tốt như là bạn nghĩ đâu. Cho nên là hãy cẩn trọng một chút với những gì mà bạn đã chia sẻ với những người xung quanh nhá. Bởi vì là có thể là có một người bạn nghĩ là người này tốt, cho nên bạn dốc lòng dốc dạ, bạn cái gì bạn cũng nói cho họ ấy, thì không được đâu. Hãy luôn giữ cho mình một cái khối lượng bí mật nhất định. Giống như là có câu chuyện là con mèo ấy, nó dạy con hổ đúng không? Nó dạy tất cả những cái bài rồi, nhưng có một bài duy nhất mà nó giữ lại, đấy chính là bài trèo cây. Bởi vì nó biết là sau khi mà nó dạy con hổ xong ấy, thì một ngày nào đó con hổ sẽ muốn bắt nó, muốn ăn thịt nó. Cho nên là nó giữ một cái bài cuối cùng là bài trèo lên cây. Thì các bạn cũng như thế, các bạn phải giữ lại bài cho mình nhá, đừng có bộc lộ hết ra. Tiếp theo ạ, mình thấy rằng cái giai đoạn này là một cái giai đoạn khá là bạn khá là vô tư. Nó cũng sẽ không có quá là nhiều những cái kế hoạch hay là dự định nào đó các bạn thực hiện đâu. Các bạn để cho nó xuôi dòng thôi, nó trôi thôi. Rất là trôi nha. Tiếp theo nữa ấy, mình thấy là trong cái tháng 4 này có thể là các bạn sẽ gặp gỡ một cái người lạ nào đó. Và cái người lạ này, đây là một cái cuộc gặp gỡ khá là quan trọng. Không rõ luôn là sự tác động cũng như là cái người này là ai. Thì mình hy vọng là với những cái lá Tarot Oracle đây thì có thể làm rõ một chút nào đó về cái lá bài này. Đây là một lá bài mình rất là thích. Thứ nhất là với cái hình ảnh của nó, các bạn thấy không? Đây là kiểu trái đất đây, đây là mặt trăng, mặt trời. Giống như là đây là một cuộc gặp gỡ mà kiểu giống như là làm một hội tụ của những cái vì sao, của những tinh tú, của những cái điều mà nó vi diệu nhất ở trong vũ trụ, kiểu như thế đấy. Cho nên là mình cảm thấy nó rất là đặc biệt. Với những lá Tarot Oracle thì sao? Ok. Nói chung tháng này ấy, mình cảm thấy là một cái tháng tương đối ổn với các bạn. Thứ nhất là mình thấy là các bạn có một cuộc sống khá là cân bằng trong tháng này, về mặt tiền bạc tài chính ổn này,
có tiền ra tiền vào để có, thậm chí là cho hoặc là biếu người này người kia được nhá. Số 2 ấy, thì mình thấy rằng là các bạn có thể sẽ có một cái mối quan hệ mở với một ai đó, open relationship ở đây có thể chính là cái người lạ mà các bạn sẽ gặp ấy. Cái mối quan hệ mở là như thế nào? Có nghĩa là một mối quan hệ mà các bạn sẽ tương tác với nhau, tìm hiểu nhau, nói chuyện với nhau, nhưng mà nó chưa gọi tên cái mối quan hệ đấy là mối quan hệ gì. Thì các bạn sẽ có một cái mối quan hệ như thế với một ai đó, và mình thấy là cái mối quan hệ này đem đến cho bạn rất là nhiều những cái cảm xúc rất là vui vẻ, rất là trọn vẹn. Người này họ sẽ làm khá là nhiều thứ với các bạn. Cái việc của các bạn chỉ là ngồi và xem họ làm cái điều gì với mình thôi, đem những cái điều gì đến cho mình mà thôi. Cho nên cái cảm xúc của bạn khá là vui, tháng này vui, tốt, ổn, không có vấn đề gì đâu. Mình thấy là thậm chí là bạn còn kỳ vọng rất là nhiều vào người này. Bạn mong muốn là người này sẽ chính là true love của mình, hoặc là một cái người sẽ là cái người có thể đồng hành cũng như là đi với mình trong rất là nhiều những cái chặng đường tiếp theo nữa cơ. Đó thì mình thấy rằng là bạn hy vọng cái điều đó ở họ. Và mình thấy tháng này cũng là một tháng rất là tốt để các bạn đón nhận, mở cửa trái tim để đón nhận cái người này. Cũng như là đây cũng là một tháng tốt để các bạn hành động, làm mưu sự, làm gì thì cũng được đấy. Ok đấy, ổn đấy, thì các bạn còn là action đây này. Đó thì là hành động gì thì làm đi. Tháng này là tháng sự hành động này, cứ mạnh dạn lên nhá. Còn đối với quay trở về với cái câu chuyện tình cảm ấy, thì mình thấy trong cái mối quan hệ này của hai người cũng có rất là nhiều những cái đam mê mà dành cho nhau. Có thể là đôi lúc ấy, bạn sẽ lo lắng là không biết là cái người này có thực sự an toàn cho mình hay không, người này có thực sự ok với mình hay không. Thì ở đây có một cái lá bài ấy, phần nào đó trấn an cho các bạn, đó chính là cho dù điều gì xảy ra, cho dù họ có dành cho bạn hay không ấy, thì bạn và những người bạn yêu thương ấy vẫn sẽ được an toàn nhá, vẫn sẽ được ổn thôi, ok thôi, không có gì phải lo. Đây là một lá bài mà mình cũng rất là thích. Lá bài nào mình cũng thích đúng không? Lá bài cứ thông điệp và kiểu tích cực là mình thích hết. Lá bài này ý, vì sao mình thích nó là bởi vì thời điểm mà mình cũng chia sẻ với mọi người đấy, thời điểm nhà mình, cả nhà mình là bị Covid ý, có mình là không, mình thời điểm đấy là không bị thôi, thì mình rất là lo lắng cho mọi người, mà mình đã rút một lá bài ở đây. Và mình, và cái lá bài này nó nói về việc đấy chính là bạn và những người bạn yêu thương được an toàn. Và đúng là như vậy, gia đình của mình, tất cả mọi thứ cùng xung quanh mình, đến cuối cùng thì mọi thứ nó đều ổn cả đó. Thì các bạn cũng thế thôi, cho nên là không có gì phải lo nhá. Giống như được bảo kê rồi, thì mình muốn giúp thêm ý, cái thông điệp về cái câu chuyện tình cảm này của hai bạn sẽ như thế nào nhá. Cái open relationship đấy của các bạn ý. Oh, let your friend help you. Đây có thể là một mối quan hệ mà các bạn xuất phát từ tình bạn, hoặc là do bạn bè của các bạn giới thiệu nhá. Hai người sẽ quen biết nhau thông qua cái yếu tố đó. Có thể là ví dụ như là bạn đi cà phê với bạn của bạn, thế nhưng mà bạn của bạn lại dẫn theo một người bạn nữa đó, và hai người kiểu vô tình gặp gỡ nhau. Và đấy, hai người rõ ràng là hai người xa lạ, nhưng mà thế nào mà lại có một cái cầu nối chung nào đó ở đây đó, và điều đấy sẽ trở thành điểm chung của hai người. Stay optimistic about your love life. Hãy lạc quan về đời sống tình cảm của các bạn đi. Trời ơi, không phải bi quan nhá. Rồi soulmate, là trời, ui ôi, người này là soulmate của các bạn. Nên là mình cảm thấy mối quan hệ này nó cũng có, nhìn thấy là cũng thấy có một chút đặc biệt ở đây rồi. Tức là nó sẽ soulmate, về là soulmate này thì mình cũng tin tưởng vào cái việc là, mặc dù soulmate thì có nhiều kiểu nhá, nhưng mà mình cũng tin tưởng vào cái mối quan hệ này nó sẽ có những cái điểm rất là hay ho. Và nếu như điều này xảy ra, đừng quên quay trở lại đây để báo tin cho mình nhá. Rất là nhiều bạn đã báo tin cho mình, mình sẽ chỉ rút thêm một lá nữa thôi nhé. Rút nhiều. Rồi, let go của choice you nói về việc đấy chính là bạn đừng cố gắng kiểm soát cái vấn đề, đừng cố gắng kiểm soát họ, đừng cố gắng kiểm soát là bao giờ họ tới. Hãy thả xuôi đi, thả chuôi đi, thả xuôi dòng đi nhá. Đừng kiểm soát là họ mấy tháng rồi, họ phải thế này hay họ phải thế kia. Hãy cứ để từ từ, để cho mọi thứ được diễn ra một cách tự nhiên nhất nhá. Chính bản thân bạn cũng như thế, tình cảm của các bạn cũng như thế. Rồi, chúng ta đến với các bạn các bạn cuối cùng là các bạn song tử nhá. Song tử thì chúng ta cũng có những lá bài trà đây. Xem nào. 1,
2, 3, 4. Ok. Đầu tiên ý, mình thấy rằng là các bạn cần phải cẩn thận ở trong tháng 4 này. Rất là nhiều lần mình rút được cái lá này trong những cái trải bài của các cái nhóm cung khác nữa rồi. Hầu như là nhóm cung nào cũng có một cái cung nào đó mà người ta cái lá bài trà nhắc về việc là các bạn phải cẩn thận. Đây không phải là thời điểm để mạo hiểm. Ví dụ như một đầu tư hay là làm gì đấy phải cẩn thận. Tiếp theo nữa mình thấy rằng là bạn sẽ nhận được những cái lời tán dương, tán thưởng hoặc là những cái lời khen ấy, khen ngợi ấy, đến từ những cái người mà rất là hâm mộ bạn. Có thể là họ thích cái tài năng của bạn, họ hâm mộ bạn ở trong công việc hoặc là trong cái vấn đề nào đó thì bạn sẽ nhận được những cái lời khen đó. Tiếp theo nữa ấy, thì mình thấy là tháng này có thể các bạn sẽ có một cái chuyến đi đâu đó, chuyến nghỉ ngơi hoặc là du lịch hoặc là kiểu một cái chuyến đi kỳ nghỉ nào đó cho các bạn chẳng hạn. Thì cũng có thể là một số bạn là liên quan đến mặt tinh thần, nhưng cũng có những bạn là liên quan đến mặt, tức là các bạn nghỉ ngơi về mặt tinh thần hoặc là nghỉ ngơi về mặt vật lý. Nhưng với lá bài này thì mình có cảm nhận là các bạn dễ dàng các bạn đi chơi hoặc là đi nghỉ ở đâu đó đấy, một hai hôm gì đấy đấy, hoặc là nhiều hơn đấy. Vì dẫu sao thì tháng này cũng là một tháng mà có rất là nhiều ngày nghỉ lễ đúng không? Cái điều tiếp theo nữa mà mình thấy đấy chính là bạn có thể là sẽ phải đối đầu ấy, hoặc là phải tương tác ấy, với một cái người mà khá là cứng đầu, một cái người mà họ thậm chí là họ ngốc nghếch, họ cứng đầu, họ ngốc nghếch hoặc là họ không biết nhiều đâu, thế nhưng mà họ vẫn cứ tỏ ra là họ biết nhiều ấy các bạn. Rất là cứng đầu ở đây. Rất là sợ đúng không? Rất là sợ những người đấy. Đã không biết rồi để còn hay nói nhiều đúng không? Rồi. Cụ thể hơn với những lá Tarot Oracle đây ý, thì để mình xem nhá. Rồi, mình thấy là có thể là các bạn đang gặp một cái chật vật nào đó ở trong cuộc sống của các bạn với cái lá obstacle ở đây. Thì có thể là đó là những cái khó khăn trong chuyện tình cảm, trong công việc của các bạn hoặc là một vấn đề nào đó. Thì nó giống như một cái tảng đá ngáng đường các bạn vậy. Các bạn muốn đẩy nó ra lắm, các bạn muốn thoát nó ra lắm, nhưng mà các bạn không làm được. Vì đang gặp rất là nhiều vấn đề ở đây. Thì mình nói luôn, trong tháng 4 này bạn sẽ vượt qua được nó, yên tâm nhá. Bởi vì là thứ nhất ấy, các bạn có lá bài này 6 kiếm, nói về việc đấy chính là bạn yên tâm đi, bạn sẽ đi được, đi khỏi những cái nơi sóng gió, khỏi những cái khó khăn đó, vượt qua được nó đấy, để tìm đến được với giống như là đây là cái anh phi công và hoàng tử bé đang rất là bị lạc ở trên sa mạc đấy và không tìm thấy nước để uống ấy. Cho nên là hai người này đã đi tìm kiếm cái giếng nước để uống và cuối cùng họ tìm thấy được. Thì các bạn cũng như thế, các bạn vượt qua được cái giai đoạn khó khăn đấy, khát nước của mình đấy, đó, để mà tìm đến được cái nơi mà giúp cho mình không bị khát nữa, vượt qua những cái khó khăn đó. Bởi vì sao? Bởi vì mình thấy rằng là những cái giai đoạn của cái sự khó khăn, của cái chướng ngại vật trong cuộc sống các bạn ấy, nó đang lùi dần rồi để nó chuyển hướng cho cuộc sống các bạn có những cái thay đổi tích cực hơn. Bởi vì bánh xe số phận cũng đứng về phía của các bạn, may mắn cũng sẽ đứng về phía của các bạn ở đây. Và các bạn được dẫn đường bởi vũ trụ. Các bạn được dẫn đường và các bạn sẽ được chỉ đường. Có thể là các bạn tự nhiên nhá. Mình sẽ chia sẻ một chút cái câu chuyện của mình cho các bạn để các bạn hiểu về vấn đề này nhá. Tức là khi mà mình định làm cái việc A đó thì mình không biết là mình sẽ bắt đầu nó như thế nào, mình không biết là mình sẽ làm cho nó ra sao. Thì mình có rút những cái lá bài ở đây nói về việc, thì những cái lá bài nói về việc là chỉ nói là không nói là mình nên làm gì hay cụ thể ra làm sao, chỉ nói là cái câu trả lời sẽ sớm đến với mình thôi. Thì tự nhiên đến cái lúc đấy, đến cái thời khắc mình phải đưa ra quyết định ấy, thì mình lại có cái quyết định cho mình luôn. Xong mình cứ làm mọi thứ nó cứ bon, tự nhiên lúc đấy nó có một cái sự thúc đẩy nào đó đến từ bên trong và mình cuối cùng là mình đi làm nó thật. Và cái thời khắc đó ấy, nó xảy ra những cái sự kiện mà nó mang cái tính chất là kích thích mình để khiến cho mình phải đi làm thực hiện cái dự định A đó. Thì các bạn cũng ở đây cũng như thế, đột nhiên kiểu giống như là bây giờ bạn, khi mà bạn nghe cái trải bài này của mình ấy, bạn không biết là bạn sẽ vượt qua bằng cách nào và như thế nào, nhưng mà tự nhiên đến lúc đấy ấy, lại có người giúp, hoặc là tự nhiên lại lúc đấy nó lại có một cái cách nào đấy, hoặc là nó có một cái thay đổi nào đấy nó có lợi cho mình chẳng hạn đó. Thì mình thấy rằng là có người có thể sẽ có ai đó đến và giúp các bạn ấy. Người này là một người rất là nhiệt tình, họ có thể là một người người nam, có thể là bằng tuổi các bạn hoặc là hơn bạn một xíu. Thì mình thấy là họ sẽ đến và giúp bạn. Người này thì là họ tốt thôi, họ sẵn sàng nhiệt huyết lắm mà họ rất là thích đi giúp đỡ người khác. Miễn là các bạn hãy dành cho họ những lời khen nhá. Miễn là các bạn hãy cảm ơn họ, hãy dành cho họ những lời khen vì họ rất là thích cái việc được tung hô. Đó.
Và mình thấy là cái thời điểm này sau khi mà cái khó khăn mà nó đi qua thì các bạn sẽ có được cái sự đầy đủ trong cuộc sống của mình. Với cái lá abundant ở đây, lá abundant này nó nói về việc đấy chính là bạn sẽ có cái sự đầy đủ về mặt vật chất lẫn tinh thần diễn nó đến với các bạn. Thế nhưng mà đừng quên là các bạn cũng phải biết cách để cho đi nữa nhá. Có nghĩa là khi bạn có rồi đấy thì bạn hãy tri ân những cái người đã giúp đỡ các bạn, đã hỗ trợ các bạn rất là nhiều trong khoảng thời gian vừa qua, hoặc là kể cả những cái người không hỗ trợ các bạn mà kiểu giống như là những người thân của bạn như bố mẹ, những người mà đã luôn yêu thương các bạn ấy, thì các bạn đừng quên là tri ân, gửi lời tri ân này, hay là mua quà, mua hoa hay là mua đồ gì đấy để cảm ơn đến họ nhé. Tức là thời điểm này bạn muốn có được nhiều ấy, bạn phải học cách để cho đi càng nhiều ở thời điểm này thì bạn lại càng nhận lại được nhiều. Nhưng mà hãy cho đi với một cái tâm thế là à tôi cho đi vì tôi thích thế. Vì chứ không phải là tôi cho đi vì tôi mong cầu được nhận lại nhá. Hãy cứ cho đi vì nói chung là bạn biết là bạn sẽ có lại được thôi. Kiểu như vậy. Nên là các bạn không tiếc nào nữa, các bạn sẽ cho và đem đến những cái giá trị cũng như là có thể là tiền bạc tài chính hoặc là những cái món quà nào đó mà nó có ý nghĩa đến những cái người xung quanh và những người giúp đỡ bạn. Còn như mình nói rằng sẽ có người đến và giúp đỡ các bạn ở đây thì như mình nói hãy dành cho họ những lời cảm ơn cũng như là những lời khen ngợi, họ rất thích điều đó. Đấy. Thật ra cái người này nghịch lý ở chỗ như này này. Tâm lý con người cũng như vậy thôi. Là khi các bạn càng bạn muốn lấy cảm tình của một ai đó ấy, thì bạn hãy nhờ họ giúp đỡ mình. Khi mà họ giúp đỡ được mình nhiều ấy, họ sẽ cảm thấy bản thân họ có giá trị, cho nên họ rất là thích giúp đỡ mình và họ rất là thích đến với mình. Đó, thì các bạn cũng như vậy. Tức là người này nhiệt tình lắm mà có thể là nói hơi nhiều một tí. Thì nói chung là thật ra người này bình thường nếu như mà ở trong một số trường hợp bạn sẽ thấy họ khá phiền. Nhưng mà ở trong một số trường hợp khác thì mình thấy rằng là họ lại thực sự có một cái đem đến cho bạn những cái sự giúp đỡ cần thiết. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhấn like, đăng ký kênh của mình nhé. Video dự đoán nhóm khí, bảo bình thì mình xem từ đến đây là kết thúc. Bye bye!